Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Sông bèn thả trôi, tuy xa mà tới mấy hồi, đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên. Thảm gặp cơn lúa ngập của tiền rau tay, nó chiều rồi lại đói mai, da bần trí đoạn đắng cay nhiều bề, lo tròn cha nhằm năm lưng túc não nề tâm trung. Khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành dư của hai dùng vào đây. Lược giải từ câu 77 tới câu 88. Đoạn này Đức Thầy tiếc thương cho số người tu hành không bền chí, nay chăm mai lãng. Con đường tu hành tuy xa, nhưng nếu ai bền chí thì cũng gần một bên. Phàm thánh cách nhau một ngoái đầu, hoặc là cách nhau vì bởi ái hà bể mê. Đức Phật Thầy Tây An. Định lực xây dần trong trời đất, hễ hết lỡ phải tới bồi, đó là lẽ đương nhiên. Đức Thầy luôn nhắc nhở người giàu hãy thương xót kẻ nghèo khổ, lại gặp cơn lúa ngập, của tiền chẳng còn một mãi mai, sống trong cảnh mai no chiều đói, nhà nghèo trí quẫn, bao nhiêu điều đắng cay dồn tới tấp, thêm gặp cảnh vợ con đau yếu. Cho nên Ngài khuyên những người dư ăn dư để nên mở lòng thương xót dân nghèo, nay đã đúng thời kỳ nên ra tay giúp đỡ vào công việc hiện tại này. Chú thích: gia bần trí đoạn, nhà nghèo thì trí cùng quẫn, lưng túc thiếu tiền hụt gạo, não nề tâm can là đau xót trong lòng.